Lô chào tất cả các anh chị em. Ngày hôm nay Liên muốn chia sẻ cho các anh chị em, đặc biệt là những nhà phân phối thật sự là năng động và muốn tận dụng cái chính sách trả thưởng của Icha International với dòng sản phẩm máy Oni để trong tương lai cái thu nhập của mình nó tới từ ba cái tài khoản khác nhau. Ha. Thì ở đây á, Liên xin nhấn mạnh là đây là dành cho người xây dựng hệ thống kinh doanh chứ không phải là dành cho những người mà họ chỉ muốn làm tức là chỉ có muốn làm sơ sơ thôi đó nha, không có thật sự là năng động. Ok, thì một người á, nên mở ba tài khoản và tài khoản chính thì bảo trợ cho hai cái tài khoản phụ. Thì giả sử ở đây là Liên ha, thì khi mà Liên tham gia nhà phân phối á, thì Liên bảo trợ cho chính bản thân Liên, tức là Liên lấy cái thông tin cá nhân, tất cả các thông tin cá nhân của tài khoản chính này và Liên bảo trợ cho hai cái tài khoản phụ ở bên chân A và bên chân B. Thì cái mô hình kinh doanh của mình á, nó là cái mô hình nhị phân, tức là mô hình binary. Thì do đó, đó đây là chân A của Liên và đây là chân B của Liên, thì hai cái chân này á, hai cái tài khoản này là cũng là Liên luôn. Ok, thì bây giờ đó là Liên sẽ hoạt động kinh doanh chính là ở hai cái tài khoản của bên A và hai chân bên A và bên B. Thì cho tới một lúc á, tùy theo cái sự năng động của mình và cái đội nhóm của mình, nhanh hay chậm là tùy theo mình và đội nhóm của mình. Nếu như tới một ngày nào đó thì cái hệ thống chân A và hệ thống chân B của mình họ rất là mạnh rồi và họ có đủ khả năng tự đứng trên cái đôi chân của họ, thì lúc này mình không có cần tiếp tục mình xây dựng ở bên A và bên B này nữa, thì mình sẽ được ăn cái tiền hoa hồng số 2, nó gọi là team sale bonus, cho cái chân chính này của mình này, tức là cái chân A và chân B này, và toàn bộ tất cả những cái người trực tiếp do mình trực tiếp bảo trợ hoặc tất cả những cái chân rết này của mình thì nó sẽ ra cái tiền team sale bonus. Và do đó nếu như cái tài khoản này của mình là 2 sao đó thì mình sẽ được là 15% hoa hồng thay vì là 1 sao. Thì do đó nếu như các anh chị có khả năng về tài chính thì hai cái tài khoản này mình cũng sẽ lên 2 sao càng nhanh càng tốt để mình tận dụng được cái hoa hồng của nó là được 15%. Sau khi hai chân này đã vững rồi thì các anh chị có thể làm một là chân A hoặc là chân B tùy theo các anh chị. Thì lúc này mình đã có sẵn một chân ở đây này, một chân này nó đã mạnh rồi này, thì mình không phải xây dựng hai chân nữa, mình chỉ cần mở một chân thôi, mở một chân A thôi hoặc là một chân B thôi, thì mình sẽ được cái hệ thống này họ cũng sẽ nở rộng ra ha, và mình sẽ lợi dụng cái chân này và chân này để mình ăn cái cặp hoa hồng cho bên A, và tương tự như vậy thì mình sẽ được cái cặp hoa hồng như vậy cho bên B. Thì như vậy đó là trong tương lai các anh chị sẽ được tới ba cái cặp hoa hồng khác nhau trong cái phần hoa hồng team sale bonus, tức là cái cặp chính nhất của mình và cái cặp A và cái cặp B. Tuy nhiên, Liên xin nhấn mạnh với tất cả các anh chị, nếu như các anh chị có bảo trợ, nếu mà cái người đây này, đây là Liên chính này, đây là Liên A và đây là Liên B, thì luôn luôn dùng cái tài khoản chính này là cái tài khoản bảo trợ trực tiếp nhá. Tức là mình gọi là direct sponsor đó, là các anh chị luôn luôn dùng cái tài khoản này là cái bảo trợ trực tiếp cho cả cái chân bên A hoặc là cái chân bên B này của mình.